Hello, nay buổi chiều chủ nhật thì Tử Doanh ở nhà. Hôm nay buổi chiều thì trực tiếp trao đổi chia sẻ với quý anh chị và các bạn một chút về điểm mặt lại một số doanh nghiệp mà đang chứng lợi nhuận quý ba tích cực mùa báo cáo tháng 10 năm 2017 và một vài cái nhận định về xu hướng cuối năm 2017. Thì hiện tại thì buổi chiều nay thì chúng ta sẽ ngồi cùng nhau trao đổi chia sẻ với Tử Doanh về điểm mặt qua những cái doanh nghiệp mà có tăng trưởng lợi nhuận tích cực mà đã có kết quả kinh doanh. Ok, hiện tại thì trên màn hình quý anh chị và các bạn đang nhìn thấy thì đó là cổ phiếu Vietcombank. Thì trên báo của nhà đồng hành thì đã đăng kết quả kinh doanh theo đúng như dự báo của Tử Doanh Chứng khoán là Vietcombank lãi ròng 6.363 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng trưởng 26%. Như vậy là riêng quý 3 thì Vietcombank đã đạt cái mức lợi nhuận sau thuế hơn 2.144 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Và với cái mức tăng trưởng tín dụng đạt ở mức 16% và nợ xấu đến cuối tháng 9 ở mức 1,15%, đây là mức lợi xấu mà thấp nhất trong toàn ngành ngân hàng. Thì thưa với quý anh chị và các bạn là theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, viết tắt là Vietcombank, mã chứng khoán là VCB, thì ghi nhận thu nhập lãi thuần là 5.248 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Và lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động ngoại hối lần lượt thu về là 650,6 tỷ đồng và 647 tỷ đồng, tăng trên 22% so với quý 3 năm 2016. Như vậy là cái kết quả mà dự báo của Tử Doanh Chứng khoán về Vietcombank trong những video trước đó thì hoàn toàn phù hợp. Và mặt khác thì chi phí hoạt động trong cái kỳ ở mức 3.104 tỷ đồng, tăng 24%. Chi phí dự phòng rủi ro và giảm nhẹ xuống ở mức 1.504 tỷ đồng. Lý do tại sao cái dự phòng rủi ro của Vietcombank giảm xuống, bởi vì cái phần mà trích lập dự phòng của Vietcombank tính tới cuối tháng 9 năm 2017 thì Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đã có mức trích lập dự phòng rủi ro khá là lớn trong những thời gian trước đó và mức dự phòng không còn cao nữa. Vì vậy là theo đó thì cái kết quả quý 3 2017 của Vietcombank thì đã lãi tới 2.144 tỷ. Tức là nếu mà so với quý 3 năm 2016 thì Vietcombank đã có mức lãi tăng tới 31% so với cùng kỳ năm trước. Vậy là chúng ta không khó để nhận thấy rằng là kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm và thu nhập lãi thuần của ngân hàng đã tăng tới 18%, đạt 16.160 tỷ đồng. Lãi thuần từ các hoạt động khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ ở mức 1.965 tỷ và lãi kinh doanh ngoại hối lên tới 1.710 tỷ đồng. Thưa với quý anh chị và các bạn thì lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt tới 7.934 tỷ đồng và tăng 17%, tăng đến 17% so với lại cái phần mà 9 tháng đầu năm 2016 và tương đương với 86% kế hoạch cả năm. Như vậy lãi ròng dừng ở mức 6.366 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Tính đến cuối tháng 9 năm 2017 thì tổng tài sản của Vietcombank đã đạt cái mức là 898.484 tỷ đồng, tăng tới 14% so với hồi đầu năm. Thưa quý anh chị và các bạn, như vậy là tín dụng tăng trưởng 16,1% lên mức 526.869 tỷ đồng và đã vượt nhẹ kế hoạch cả năm, trong đó cho cả vay các tổ chức tín dụng và vay cá nhân trong nước ở cái mức là 529.074 tỷ đồng, tăng 16%, cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá thì ở mức 3.653 tỷ đồng, cho thuê tài chính ở mức 3.304 tỷ đồng. Như vậy là anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank sau 9 tháng chỉ ở mức 1,15%, thì giảm so với thời điểm cuối tháng 6 là 1,47%. Mức này là cũng là giảm đáng kể so với cái tỷ lệ nợ xấu những năm trước đó. Trong đó nợ xấu nhóm 3 dưới tiêu chuẩn thì ở mức chỉ có 5,8 tỷ thôi, giảm tới 56% so với đầu năm. Tuy nhiên nợ nhóm 4 thì tăng lên 33% lên mức 2.216 tỷ đồng. Và trong khi nợ nhóm 5 thì giảm xuống 20% còn 3.378 tỷ đồng. Như vậy chúng ta không khó để nhận ra rằng là tổng cái nợ mà nợ xấu nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5
của Vietcombank thì nó nằm ở khoảng đâu gần 6 ngàn tỷ. Thì đây là một mức mà khá là thấp so với các ngân hàng thương mại trước đây. Thì như vậy là tự doanh chứng khoán vừa điểm qua cái kết quả kinh doanh hợp nhất của lãi dòng của ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank, và nó nằm hoàn toàn trong những cái kế hoạch mà tự doanh chứng khoán đã dự báo với anh chị và các bạn trước đó. Nhìn trên biểu đồ kỹ thuật trên màn hình quý anh chị và các bạn đang nhìn thấy thì chúng ta không khó để nhận ra trước đó tự doanh chứng khoán đã dự báo rằng Vietcombank tích lũy gần 2 năm nay, cả năm 2016 và nửa đầu năm 2017 ở mức giá 36-38 ngàn đồng. Hiện tại thì Vietcombank đang giao dịch ở vùng giá 40.8 và đã có 3 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng giá trung bình 38 lên 40.8, mức tăng 2 điểm tức khoảng 10% so với cái mức tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank lên tới 26%, với mức tăng trưởng lợi nhuận 26%. Thì đây được gọi là mức tăng khiêm tốn của Vietcombank. Và tự doanh chứng khoán có thể là dự báo với quý anh chị và các bạn theo cái biểu đồ này. Trên biểu đồ tuần anh chị và các bạn đang nhìn trên màn hình thì không khó để nhận ra rằng Vietcombank còn dư địa tới 15% tiếp theo, tức là khoảng đâu đó 6 điểm, tức là Vietcombank sẽ tiến về vùng 45-46 trong khoảng thời gian sắp tới. Đây là một trong những cổ phiếu mà có thể trong ngắn hạn, nếu theo biểu đồ ngày, đây là biểu đồ ngày thưa quý anh chị và các bạn, thì có thể dịch chuyển tích lũy một thời gian ngắn nữa, một vài tuần, một vài ngày hoặc là chậm nhất là 5 ngày thì Vietcombank sẽ tiếp tục có những cái phiên bứt phá để bước vào cái vùng giá mới cho theo biểu đồ tuần. Bởi vì chúng tôi thường hay nhận định biểu đồ tuần dựa trên kết quả kinh doanh của tháng hoặc kết quả kinh doanh của quý, và chúng ta nhìn thêm biểu đồ về tháng của Vietcombank thì không khó để anh chị và các bạn nhìn thấy rằng là kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2015 tới bây giờ thì Vietcombank nằm ở vùng giá 36 trên biểu đồ màn hình anh chị và các bạn. Thì việc bứt phá ra khỏi vùng giá 36-38 lên vùng 45-47 trong thời gian cuối năm 2017, đặc biệt là 3 tháng cuối năm, là điều hoàn toàn hợp lý. Với cái biểu đồ này thì Vietcombank dư địa còn tăng khá tốt trong thời gian tới. Anh chị có thể canh thời điểm nào mà cổ phiếu giảm sâu hoặc là giảm